Tôi rủ bà đi tập thể dục chứ bà không chịu đi. Thế mà có thời gian ngồi cả buổi lướt điện thoại rồi. Ôi giời, ôi cái buổi thì làm sao? Tôi thích ngồi lướt điện thoại đấy, không thích tập thể dục thể thao đấy. Mất thời gian, chả được cái việc gì cả. Bà này, bà ít vận động cho nên người lúc nào nó cũng cảm thấy mỏi mệt đúng không? Nó cứ mệt rũ ra đúng không? Nghe tôi đi, sáng dậy đi tập thể dục cùng với bà Xuân với các bà bên cạnh nhà mình ấy, là cứ đi bộ xung quanh cái khu nhà này. Tôi thấy các bà là tinh thần khác hẳn. Ý ông nói thế là thế nào? Ý ông nói là tôi chậm chạp đúng không? Người ngợm tôi béo phì đúng không? Hả? À, tôi xấu đúng không? Ông nói thế ông chê tôi cái kiểu gì đấy? Hả? Hay là ông thích cái bà nào thích tập thể dục thể thao ở ngoài kia rồi? Mang về đi mà nuôi này. Không phải. Ý tôi đâu có thế. Ý tôi muốn nói là tôi đây này, tinh thần thể dục thể thao 10 phần. Chỉ cần bà 3 phần thôi, bà sẽ cảm thấy lúc nào tinh thần nó thoải mái, nó sảng khoái này. Người nó lúc nào nó cũng hừng hực như thế, lúc nào cũng thích làm việc. Ý rồi. Tôi là như thế. Chắc là tôi không làm việc, đúng không? Thôi, tốt nhất ấy là tôi thích ngủ nướng, thích ngồi xem điện thoại, được chưa? Ông đi vào lấy cho tôi ít nước ấm vào đây. Bà này. Đấy, lại uống nước lạnh này thì không tốt rồi. Đã bảo là đi lấy nước ấm vào đấy mà lại. Biết rồi, biết rồi. Buổi sáng ngủ dậy ấy, nước mà lạnh ấy, mình phải pha một chút nước ấm vào. Để tôi vào tôi pha chút nước ấm vào cho bà. Bà uống thức khác ngay nhé. Tự nhiên nói nhiều thế nhở? Đâu mà lúc nào anh nói thế mà cứ bảo anh nói nhiều. Đúng rồi, người đi không bực bằng người trực bình cơm. Bố mẹ ạ. À, về đây hả con? À. Bố mẹ ơi, vợ con điện bảo là nhà mình không phải chờ cơm cô ấy đâu. Bố mẹ với cả con là cứ ăn trước đi. Với cả là cháu Moon đâu rồi ạ? À, bé Moon bà cho ăn xong rồi, đòi lên phòng chơi. Vâng. Này, thế vợ con bao giờ nó về? Chắc là một lúc nữa. Bởi vì là cô bảo là cái lớp aerobic hôm nay là tan muộn hơn mọi khi một tí. À. Một tí thôi. À thế à? Thôi bà, cứ đợi con nó về ăn cơm cho cả nhà nó vui vẻ. Dạ vâng. Mà con nó là dân văn phòng, suốt ngày nó ngồi ê hết cả người. Cho nên là sau cái giờ làm việc ấy, nó đi tập thể dục thể thao cho nó khỏe ra. Bà đừng khắt khe với con quá. Bố nói là rất chi lý. Đúng đúng đấy mẹ ạ. Bởi vì là cái công việc văn phòng ấy mà ngồi lâu là sinh ra nhiều bệnh tật lắm. Béo bụng này. Thế xong bắt đầu là thoái hóa đốt cột sống này. Thế xong rồi là bệnh gì nữa nhỉ? Nói chung là ti tỉ thế bệnh. Thôi. Không phải vụng chèo khéo chống bênh vực nữa. Thật mà. Hay là mẹ có đi tập với cả vợ con không? Aerobic nhá, yoga có cả. Con bảo vợ con đăng ký cho. Này. Anh cứ luyến thắng cái miệng ấy. Anh bênh vợ anh đúng không? Thế đi làm về, thế tại sao không về thẳng nhà mà cơm nước cho nhà chồng? Rồi con bầy đặt nhảy vô với nhảy ra. Này, tôi nói cho anh nghe nhá. Tôi không có thời gian để đi tập aerobic với cả yoga nhá. Tôi cứ ngồi ở nhà này là tôi thoải mái rồi. Giàu này có. Bà ơi, tôi thấy cả cái khu này cứ sáng sớm là từ trẻ con đến người già này, họ là tập thể dục thể thao rất đều. Chỉ có mỗi mình bà suốt ngày cứ ngồi ì nhá. À đây, con ơi, mai là cuối tuần rồi đấy. Hai bố con mình ta chạy vòng xung quanh khu 3 vòng cho nó khỏe nhé. Bố đang đau cổ tay với đau vai gáy do hôm đó chơi cái gì? Cầu lông với cả bóng bàn rồi gì nữa. Ồ, cổ tay với vai gáy thì không có liên quan gì tới chân. Nhưng mà thôi, bây giờ bố cũng có tuổi rồi cho nên là phải cẩn thận. Bao giờ mà bố cứ khỏe hẳn đi thì bố con mình mới chạy. Đúng đấy, con nó nói đúng đấy. Ông cứ ngồi yên đi cho tôi nhờ. Tôi ăn cơm đi. Từ nay trở đi bố cứ ngồi im và yên, đóng một pho tượng để ngắm mẹ con. Khánh ơi,
Khánh. Khánh ơi. Nam sang chơi đây à? Ồ, bác ạ. Ôi, chân bác làm sao thế ạ? Bác vận động nhiều cho nên nó giãn với cái dây chằng này này. Bác ngồi đi ạ. Có tuổi rồi cháu ạ. Vận động nhiều cũng mệt, mà vận động ít thì cũng mệt, chả biết thế nào mà lần. Các bác có tuổi rồi, các bác tập ấy thì cũng phải đúng cái quy trình. Nếu mà các bác tập sai ấy thì sẽ bị phản tác dụng đấy ạ. Cháu là cháu cũng đang tìm hiểu thật kỹ để cháu tư vấn cho mẹ cháu. Này cháu ơi, thế luyện tập như thế nào để cho mình không bị phản tác dụng mà tốt cho sức khỏe của mình hả cháu? Theo như cháu được biết ấy, thì khi mà mình tập ấy thì mình cũng không cần phải tập là hết sức đâu ạ. Mình chỉ cần hết sức trong một cái thời gian ngắn của mình thôi. Nhưng mà mình tập phải đúng với quy trình. Khi đó thì cái cơ thể của mình sẽ dần dần đi theo lên ạ. À, như vậy là do bác tập tành là quá sức, không đúng khoa học. Dạ. Thì này, bác phải xem lại cách tập. Ngoài ra ấy thì cháu cần bác lưu ý những cái vấn đề đó là cái chế độ sinh hoạt của mình và cái cách mình ăn uống. Làm sao mà để phải đầy đủ nhất chất dinh dưỡng, làm sao mà để bản thân của mình luôn luôn có sức khỏe. Đấy, và khi mà bác cũng không nên ngồi một chỗ mà hãy đi lại và làm những việc nhẹ nhàng. Và cái quan trọng hơn nữa là khi mà bác tập ấy thì bác nên chọn những chỗ là sạch sẽ này, mát và nhiều cây cối. À, bác hợp nhà bác ấy, ít vận động, cứ làm theo đúng cách của cháu là tốt cho sức khỏe đấy. Dạ. Và cháu vẫn còn một lưu ý nữa mà cháu muốn nói với bác. Đó là khi mà hai bác ấy đã có sức khỏe thì hai bác lúc nào cũng phải giữ cho cháu một cái tinh thần lúc nào cũng phải là thoải mái này, ổn định, luôn luôn là vui vẻ. Và theo dõi cái tình trạng sức khỏe của mình để khám chữa bệnh kịp thời những lúc mà mình ốm, mình đau, và thận trọng trong cái việc là uống thuốc. Đúng là chồng của bác sĩ có khác. Trình bày tư vấn đâu ra đấy. Này, hay là kỳ này cháu làm huấn luyện viên cho bác đi. Bác, cháu chỉ là kỹ sư công nghệ thôi, và cháu cũng cần phải học hỏi nhiều. Làm sao mà cháu có thể làm huấn luyện viên cho bác được ạ? Cháu uống nước đi. Dạ. Bố ạ. Nam, sang lúc nào sao không bảo? Tôi mới sang. Này, bố bị đau chân đấy. Bố, chân bố sao đấy? Nó bị giãn cái dây chằng mà con. Ui, không vấn đề gì đâu. Thế để con đưa bố đi kiểm tra. Không cần, cứ luyện tập theo cách như Nam nó vừa nói đi, chắc chắn là khỏi rồi. Này, hai đứa có việc cứ đi đi. Dạ. Vâng vâng. Thế thì con xin phép bố nhá. Thế thôi, cháu xin phép bác ạ. Con chào bố ạ. Không biết là Thanh Huyền có đồng tình với suy nghĩ của nhân vật Nam trong tình huống vừa rồi không? Huyền rất là đồng ý với quan điểm của Nam. Ở độ tuổi càng cao ấy thì các chức năng trong cơ thể của chúng ta càng bị suy giảm, sức khỏe yếu đi. Và ở độ tuổi này thì thường mọi người sẽ nghĩ là chỉ cần nghỉ ngơi, không cần phải tập thể dục, tốn phí thời gian và tốn calo. Tuy nhiên thì Thanh Huyền thấy là quan điểm này hoàn toàn sai. Dù ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng nên rèn luyện cho mình thói quen tập thể dục thường xuyên để có một sức khỏe dẻo dai, trí óc sáng suốt và tinh thần luôn được thoải mái. Nhưng mà đối với những người cao tuổi thì việc lựa chọn phương thức tập luyện phải thực sự phù hợp với thể trạng của người đó, vì thông qua đó thì sẽ giúp cho tăng cường sức khỏe cũng như là gia tăng tuổi thọ. Cho nên là các bạn hãy ghi nhớ thật kỹ điều này nhé. Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng các bạn sẽ có những cái thông tin thật bổ ích cho mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.